Những năm gần đây, việc duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy và thân thuộc đối với các em học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập. Đây được xem là sân chơi bổ ích, môi trường học tập lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em thể hiện được năng khiếu sở trường, từ đó phát triển tài năng của bản. Thực hiện tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh về đức, trí, thể, mỹ, gắn với thực hiện đổi mới phương thức tổ chức giảng dạy và học tập đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Liên đội trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Thị Sáu đã duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích của học sinh. Bên cạnh các câu lạc bộ học tập như câu lạc bộ hóa học, tiếng Anh, toán học, nhà sử học nhỏ tuổi, thì liên đội trường còn đa dạng các mô hình câu lạc bộ theo sở thích như câu lạc bộ nghi thức, câu lạc bộ văn học nghệ thuật, câu lạc bộ khéo tay. Câu lạc bộ kỹ năng được đánh giá là một trong những câu lạc bộ có sức hút mạnh đối với học sinh toàn trường. Mặc dù mới thành lập và hoạt động từ đầu năm học 2019-2020, nhưng câu lạc bộ kỹ năng đã có hơn 200 học sinh tham gia, sinh hoạt định kỳ vào các buổi chiều trong tuần. Tham gia câu lạc bộ, học sinh được dạy các kỹ năng sống như kỹ năng trại, kỹ năng đội viên, cách tổ chức trò chơi, sinh hoạt trong lớp, kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ luôn sôi động và tạo hứng thú cho học sinh, từ đó thúc đẩy các phong trào hoạt động và học tập. Em cảm thấy là các phong trào đó đã rất là phù hợp, bởi vì những phong trào đó có thể giúp chúng ta tự tin hơn về các khả năng của mình, phát huy được các khả năng của mình nhiều hơn và giúp cho học sinh có nhiều cái hoạt động cùng với nhau hơn, để hòa đồng với mọi người hơn. Em thích là câu lạc bộ kỹ năng nhất, bởi vì câu lạc bộ kỹ năng là sẽ giúp chúng ta nhiều cái nó rất là hay, rất là thú vị và giúp cho những bạn có tính rụt rè cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Ở liên đội trường mình thì em muốn là đổi thay hơn là các bạn có thể là tích cực tham gia hơn về cái phong trào hơn. Chứ và nếu như có các đoàn về thì mong các bạn có thể không rụt rè và có thể tự tin hơn khi trả lời các câu hỏi. Câu lạc bộ khéo tay cũng được coi là một trong những câu lạc bộ có số lượng thành viên đông với gần 70 học sinh của các khối lớp tham gia. Câu lạc bộ thành lập nhằm tìm kiếm, phát hiện và tập hợp các em học sinh có năng khiếu lại với nhau để bồi dưỡng, phát triển, giúp các em phát huy được sở trường của bản thân. Câu lạc bộ không chỉ là nơi để các em học sinh gặp gỡ, giao lưu học hỏi mà còn là chốn để các em tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ, có giá trị, hữu ích trong cuộc sống. Và hơn hết, các sản phẩm của câu lạc bộ làm ra còn là hoạt động gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Năm học 2019-2020, câu lạc bộ khéo tay và câu lạc bộ hóa học đã làm các sản phẩm thủ công như son môi, móc khóa, vẽ tranh và các sản phẩm trưng bày bán gây quỹ với số tiền hơn 1,7 triệu đồng. Số tiền này sẽ được liên đội dùng để mua quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt của trường. Khi tham gia thì em góp phần giúp ích cho những bạn học sinh nghèo khó thì em cảm thấy rất vui. Việc làm của mình thì rất có ý nghĩa. Ngoài ra còn cùng các bạn bè vui chơi. Câu lạc bộ này bọn em hoạt động thì với mục đích là học tập cũng như là sáng tạo với nhau những cái sản phẩm handmade để giúp đỡ rồi quy quỹ với liên đội giúp cho các bạn học sinh khó khăn hơn có cơ hội đến trường. Ngoài ra thì câu lạc bộ của bọn em thì cũng tạo một cái sân chơi mới cũng như là cái sự yêu thích khám phá của các bạn trong cái việc học tập để có việc học tập được vui hơn rồi sáng tạo và có nhiều thành tích tốt hơn trong học tập. Với phương châm không bỏ phía sau một học sinh khó khăn nào, bên cạnh việc duy trì và phát triển các câu lạc bộ đội nhóm, liên đội trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Thị Sáu còn duy trì hiệu quả phong trào nuôi heo đất, tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu năm học, liên đội phát động phong trào rộng rãi trong toàn trường và triển khai cho các chi đội thực hiện nuôi heo đất từ đầu năm học đến gần Tết Nguyên đán.
Số tiền tiết kiệm được của mỗi lớp sẽ dành để tặng quà Tết cho học sinh khó khăn của lớp mình. Phong trào nuôi heo đất không chỉ đơn giản là tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho học sinh khó khăn, mà phong trào còn giúp các em học sinh biết san sẻ, yêu thương, quan tâm và biết cách trân quý đồng tiền, công sức lao động của cha mẹ. Phong trào nuôi heo đất đó là một cái hoạt động thường niên của nhà trường. Và cái phong trào này thì đã nuôi được rất là nhiều năm rồi và diễn ra bắt đầu từ đầu năm học cho tới dịp Tết. Thì mình mổ heo để gây quỹ giúp học sinh nghèo đón Tết. Trong năm học vừa qua thì cũng nắm bắt được tình hình học sinh về tâm lý, lứa tuổi cũng như là những cái sở thích, nguyện vọng của các em. Thì bên liên đội đã tổ chức rất nhiều câu lạc bộ đội nhóm nhằm giúp các em bổ sung những kỹ năng còn thiếu và cho các em thêm tự tin, đặc biệt là trau dồi kỹ năng sống cho các em để các em đủ hành trang để bước vào cuộc sống. Năm nay thì rất là nổi cộm về những cái vấn đề giáo dục môi trường, bảo vệ môi trường, thì mình vẫn đồng hành với các em trong các hoạt động. Thứ nhất là để các em nhắc nhở các em về vấn đề bảo vệ, ý thức bảo vệ môi trường. Thứ hai là tái chế những sản phẩm. Và trong học kỳ 1 vừa qua thì câu lạc bộ khéo tay đã vận dụng được rất là nhiều cái những sản phẩm mà đã qua sử dụng mà tái chế làm nên những sản phẩm đó và bán lấy cái số tiền đó để làm tặng quà cho các học sinh nghèo. Các phong trào hoạt động của liên đội, đặc biệt là các mô hình câu lạc bộ đội nhóm đã góp phần giúp học sinh toàn trường hăng hái thi đua, nâng cao chất lượng học tập. Điển hình năm học 2018-2019, liên đội đạt 1 giải 3, 3 giải khuyến khích và có 2 học sinh đạt điểm 10 thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh khối 9. Đạt 5 giải 3, 11 giải khuyến khích thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện. Đạt 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 8 huy chương đồng thi Olympic 19 tháng 5. Và 1 học sinh đạt giải nhì chỉ huy hội thi, chỉ huy nghi thức chống đội cấp huyện. Riêng đối với chất lượng học lực môn Anh văn, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2017-2018 có 119 học sinh khá giỏi, đạt hơn 30% học sinh toàn khối trung học cơ sở. Năm học 2018-2019 có 144 học sinh đạt khá giỏi, chiếm gần 35% học sinh toàn khối trung học cơ sở. Năm học 2017-2018, nhà trường đã công nhận tốt nghiệp cho 73 trên 73 học sinh, đạt 100%. Năm học 2018-2019 đạt 99%. Đến đây, chuyên mục Vì trẻ em kỳ này xin được khép lại. Chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.